đùa vậy là ghét đi. Mất tích mà, giờ có liên lạc được lão ở đâu. À thì con Thúy Béo đấy, xem nó cái gì mà kết hôn với Phú ấy. Đấy, ông lên mà hỏi. Kém 20 điểm. MP4 thì thảo nào chẳng nặng luôn. Ai nhờ? Ai biết là ai đấy?
biết mấy giờ không? 4:23. Mấy giờ rồi? Đi xem mấy giờ rồi? Xem mấy giờ rồi Duy? 5 giờ mấy? Bảo điểm rồi đi. Kém mấy? 5 giờ tròn. Nhanh nhỉ? Thôi xem nốt trận này về. Bảo em không chơi. Chị búa. Lỗi số 8. Đi bộ đi. 4 trạng mẹ mai ở bàn. Tài, xin lỗi ý. Nãy rồi ý. Nãy em phiên không quay này. Còn 3 phút 10 giây. Để tôi ấy phát. Tôi cứ nghi đằng kia là con thịt béo. Đằng kia là bên cạnh là một đứa nữa. Còn mấy này... năm rồi kém thôi. Dạ rồi anh em. 2.000 đây thì cái xe này nhớ thôi. Tây, được mất cái xe. Nào, ok, đưa đây tiếp. Đây. Đảo thế không nói sớm, zoom nữa đấy. Zoom vào đâu? Zoom nữa mở. Ờ, thế thôi, thế này đâu. In tiếp một điểm. PG không thật sự nổi trội nhưng mà tính đồ độ biết chắc thắng rồi. Hơn tỷ điểm nó chạy này không hiểu tại sao đấy. Còn mút 39 giây. Bảo với kiểu nhìn đấu như này tại sao với Khoa mình vẫn thua nhỉ? Rốt. Số 5 chạm phạm lỗi. 14 tìm thêm 2 của bạn. Nam chạm lỗi là thứ 4. Bên Hanu tính độ cao lắm. Đi một điểm.
áo trắng ấy. Lỗi số 8 tìm đánh tay. Còn 1 phút 2 phút đây. Xem nữa được không? 31 55 24 điểm. Tìm lỗi là Việt Nam.